quý vị khán giả của Tom A Star. Và ngày hôm nay thì Yến lần đầu tiên có những cái chia sẻ. Hay Yến nghĩ rằng là quý vị sẽ muốn lắng nghe một chút xíu. Hay Yến cũng mong muốn rằng là mình cũng được kể nhiều hơn một chút xíu với những gì khác, với những gì mà mọi người nhìn thấy trên sân khấu. Và hy vọng rằng là cái buổi chia sẻ này phần nào sẽ làm cho Yến cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn, và cũng để cho khán giả và mọi người biết đến Yến nhiều hơn. Chào chị Yến, thì bây giờ mình sẽ nhìn lại quá khứ của chị. Đặc biệt là khoảng chắc cũng 10 năm rồi. Đúng 10 năm. Sau việc Nam Idol, thì sau chương trình đó thì chị bắt đầu tham gia chương trình ca hát chuyên nghiệp luôn. Và em nghĩ là trong thời gian đó sẽ có nhiều khó khăn với chị, và chị có thể chia sẻ lại với khán giả là những khó khăn đó mà mình đã gặp phải. Yến đã trải qua khoảng 3 cái mốc thời gian mà Yến đánh dấu nó là thực sự quan trọng trong cái sự nghiệp âm nhạc của mình. Đó là cái thời điểm mà Yến bắt đầu đến với âm nhạc chuyên nghiệp là Việt Nam Idol năm 2007. Từ đến bất ngờ, phải nói thật là lúc đó xen lẫn những cái cảm giác vui vẻ, hạnh phúc, thì nó là vô vàn những cái điều mà Yến chưa bao giờ gặp phải. Có những ngày Yến không có nổi tiền để mà ăn cơm, không dám nói, không dám gọi điện về cho mẹ, bởi vì mình đã quyết tâm mình đi. Mình nếu mà mình gọi về cho mẹ thì mẹ sẽ rất là xót xa mình. Không có người bố người mẹ nào không thương con cả. Nếu mà mình nói ra cái điều đó thì một phần là mình làm duy ý chí của mình chứ. Cái thứ hai là mình làm cho bố mẹ mình cảm thấy xót xa. Cái đó thì Yến nói là mình đã quyết tâm thì mình phải theo đến cùng. Một tháng đầu tiên đấy, Yến có đúng một show diễn duy nhất là ở phòng trà Yesterday do anh Phúc làm chủ. Và cái người book show đó cho Yến chính là cái anh mà đánh band nhạc ở trong chương trình Việt Nam Idol. Bởi vì anh thấy Yến hát hay quá, anh book được cho Yến một cái show nhất, và cái lương lúc đó của Yến là 1,5 triệu. Lần đầu tiên Yến nhận một cái cassette cao như vậy. Lần đầu tiên. Và 1,5 triệu đó thì nhanh nhanh chóng chóng phải đi mua cho mình 1-2 thùng mì trước. Thứ nhất là bởi vì là Yến không có quen thức ăn ở Sài Gòn. Cái thứ hai, nếu như chúng ta có đó thì chúng ta vẫn có cái lương thực ở nhà để ăn. Yến có cái thói quen gác ôm người ôm khi đi ngủ. Mà nói thật, mấy đêm đầu tiên Yến nói cái câu chuyện này ra nó rất là buồn cười, nhưng mà nó rất thật. Bởi vì Yến là cái người nói là tâm làm sao là miệng Yến sẽ xuất khẩu ra như vậy. Mình ấy không là người nói sai được. Cái chiếu và cái gối khi Yến nằm, Yến không có gì để gác, Yến kéo dịch cái vali lại, gác cái chân lên dịch cái vali để cho mình cảm thấy nó dễ ngủ hơn. Nó có một cái gì đó nó chặt chàng, nó không lỏng lẻo, nó không có bị trống rỗng. Bởi vì ở ngoài kia là đã quá xa lạ với Yến rồi. Và cái cô bạn mập vừa nãy em nhìn thấy là cái người bạn đầu tiên đưa Hải Yến đi khắp Sài Gòn bằng cái xe máy của cô ấy. Và Yến không bao giờ quên là hai đứa chở nhau đi diễn đến mức độ mà gãy khung cá móc, bởi vì ngày đó cô ấy mập quá. Bây giờ thì cô ấy đỡ mập hơn rồi. Và đến bây giờ nó thật là Yến đang chở cô ấy bằng xe hơi của chính bản thân mình. Yến cảm thấy đây là một cái điều vô cùng hạnh phúc. Và cái điều hạnh phúc hơn nữa là trong suốt 10 năm Yến và cô ấy vẫn duy trì cái tình bạn tốt đấy. Vậy thì cái động lực nào mà giúp chị vượt qua được cái khoảng thời gian khó khăn rồi cái chuyện là đam mê âm nhạc, thì có cái động lực nào? Yến không có lựa chọn khác. Yến chấn thương đầu gối phải. Trước đây Yến chỉ tập trung 100% sức lực của mình cho thi đấu. Yến chấn thương đầu gối phải là năm Yến mới 67 tuổi. Ở cái tuổi mà người ta đang lớn thì cái tuổi Yến xấu kinh khủng. Yến xấu kinh khủng, đến bây giờ không có một cái bức hình nào của năm đó. Yến không giấu mọi người là cái chân phải của Yến nó ngắn hơn cái chân trái khoảng 2 cm. Nhưng mà nó không làm cho Yến nhụt ý chí. Bởi vì Yến nghĩ rằng là con người chỉ sợ nhất là họ không có lý trí, họ không có mục đích sống thì là điều đáng sợ nhất. Chứ còn họ mất đi một cái phần nào may mắn trong cuộc sống thì đấy là sinh mệnh của họ, đấy là cuộc đời của họ. Và khi Yến nhìn lại ra là chỉ là tập tễnh một chút thôi, chỉ là không còn cái lựa chọn cũ thôi, chứ vẫn còn có thể còn nhiều lựa chọn khác, vẫn còn có thể đi được hơn những người mà họ sinh ra bẩm sinh họ đã thiếu thốn những cái điều mà hàng bao nhiêu người đang có. Mình thấy mình vẫn may mắn. Và cái điều may mắn hơn đấy chính là gì? Mặc dù Yến không có một gia đình có cái nền tảng kinh tế vững chắc, nhưng bố mẹ chưa bao giờ không ủng hộ những quyết định của Yến. Ngày mẹ biết Yến thi vào trường nghệ thuật Hà Nội, mẹ nói là rồi con sẽ làm gì ở trong đấy. Có một thân hình 60-70 cân thì không bao giờ nghĩ Yến sẽ trở thành một ca sĩ đâu. Bởi vì Yến vẫn nói là Steve Black chỉ là người duy nhất tại Việt Nam vừa mập và vừa có thân hình như thế mà vẫn nổi tiếng, không có người thứ hai. Vậy thì Nguyễn Hải Yến là cái gì trong cuộc đời này? Thế nào Yến nghĩ như vậy?
nhưng em vẫn quyết tâm. Người ta nói là thay vì cứ ngồi lo lắng hết điều này điều nọ thì hãy chọn cho mình được một lựa chọn, hãy đi đến cùng kể cả nó có là sai lầm. Nhưng mà đến khi bạn quay nhìn lại thì bạn vẫn cảm thấy ôi mình đã cố gắng hết sức rồi, nó không phải là may mắn của mình. Khoảng thời gian mà chị có hai chị không hoạt động xe buýt vậy thì có khá là lý do ngày đó nghĩ mình không phù hợp cho nghề này. Yến không biết đi xin show diễn một mình vẫn hoạt động. Yến không biết, Yến chỉ ví dụ ai giới thiệu thì làm, chứ người khác có thể đến anh ơi em là Hải Yến đến từ Việt Idol, thế lúc ấy mình đang địa điểm đang hot mà, thì có thể là người ta ui anh biết em rồi, anh biết mày rồi, anh có thể ô qua anh hát đi, thì câu chuyện nó lại khác. Yến không biết làm điều đấy. Yến nói ra câu chuyện ở đây để là gì, để muốn nhắn nhủ với các bạn trẻ là phải tìm kiếm cơ hội cho mình. Các bạn đừng nghĩ là đấy là các bạn đang đi bằng hai chân hay là phải quỳ bằng hai đầu gối, không phải. Xã hội này bây giờ là cái xã hội không ngừng quay, không ngừng dừng lại. Nếu như các bạn không biết tự tìm cho mình cái vị trí, không tìm được cho mình công việc, các bạn sẽ bị thoái hóa, các bạn sẽ bị thu chột, bị đi lùi so với xã hội. Có thời gian đó thì hãy đi đâu, đi đâu, về đâu và sẽ làm Yến về dầu khí lắm. Như chết đuối với phải cọc. Em hãy tưởng tượng xem khi nó không có đủ chi phí mà ăn, thì bây giờ có một công ty nhà nước đưa bạn về, vẫn tạo điều kiện cho bạn đi hát, lương 5 triệu một tháng, có hạnh phúc không? Chưa tính thưởng, hạnh phúc chứ. Chỉ một năm sau Yến đã mua xe được cho mẹ với cái công việc đấy. Một năm sau Yến có thể có thêm vốn để mở một cái cửa hàng, bởi vì Yến biết cái đấy gánh nặng cho mình nhiều. Nhưng mà có thể chị có hạnh phúc, rất hạnh phúc. Mặc dù Yến làm việc không ngừng nghỉ, đến giờ phút này suốt 10 năm Yến thấy rằng là mọi người, các chị em trong Việt Nam Idol, từ Thảo Trang đến Trung Tinh Phong đến Phương Vi đến Trà My, đều nói là chị Hải Yến rất chăm và chị rất tự hào về đấy. Chị đấy chăm chỉ để làm cái tuyên ngôn cho cái cuộc sống của chị. Chị lấy cái sự chăm chỉ để làm cái chân lý sống trong cuộc sống của chị. Mình chỉ biết rằng là cái cuộc sống của em mình, hoặc là của mọi người, nếu mà không tự do mình kiến tạo ra thì sẽ rất khó để có hạnh phúc. Các bạn có thể có hạnh phúc từ người khác mang lại, nhưng mà tôi đảm bảo rằng khi các bạn tiêu tiền của bạn thì các bạn sẽ cảm thấy vui nhất. Cái đấy nhiều khi người ta cho rằng là Yến hơi dại, mạnh mẽ quá. Đúng. Đấy. Nhưng mà không sao. Vì là mình cảm thấy cuộc sống thế là được rồi. Yến luôn nói với mọi người là tất cả mọi điều trong cuộc đời này sẽ chỉ hạnh phúc khi các bạn cảm thấy hài lòng. Ừ. Rồi cái thời gian đó thì đó, chia sẻ là chị về dầu khí làm. Yeah. Rồi mọi người nói là đến năm 2008 thì Yến bắt đầu được chương trình Sao Mai Điểm Hẹn. Có gửi một cái giấy là muốn tham gia hay không. Thì sau khi Sao Mai Điểm Hẹn và Yến đăng ký tham gia thì Yến là thí sinh của khu vực miền Nam. Thì đúng là sau Sao Mai Điểm Hẹn, cái thời điểm đó là chương trình hot nhất rồi. Rồi mới có Việt Nam Idol nha. Yeah. Đó thì là chị được cả thị phần của miền Bắc và miền Nam. Lúc đấy show chị diễn cực nhiều, rất rất nhiều. Miền Nam thì được khán giả biết đến nhờ Việt Nam Idol, miền Bắc thì được khán giả biết đến nhờ Sao Mai Điểm Hẹn. Rồi sau đó năm 2009 chị cho ra mắt album đầu tiên. Nhưng mà nói thật, cái album đầu tiên đấy là cái album tốn tiền nhiều tiền nhất trong lịch sử chị làm. Không bằng 200-300 triệu, cái thời điểm năm 2000 mấy là nó quá nhiều đi. Nó bằng một cái album chị vừa làm bây giờ luôn, top hit chỉ khoảng 200-300 triệu thôi. Nó bằng luôn ấy. 10 năm sau nó bằng luôn cái trị giá thời điểm đó luôn. Em biết vì sao? Vì loay hoay. Ngày hôm nay mình thấy Quỳnh Anh ra bài chuột yêu gạo rồi sim yêu điện thoại. Ngày kia người ta ra bằng bài chiếc khăn gió ấm ở cái thời điểm đó. Thì mình đang hát cái gì đấy? Mình bị loay hoay, mình không lựa chọn được cho mình là mình phải hát cái gì. Mình đang đi chiều lòng khán giả nào? Mình đang bán cái này phục vụ cho ai? Đấy thì không định hình. Nay Yến mua bài của nghệ sĩ này, ngày kia Yến mua bài nhạc sĩ khác, trong đó những nhạc sĩ nổi tiếng có, không nổi tiếng có. Có nổi tiếng hay không nổi tiếng thì bạn vẫn phải hòa âm phối khí mà. Yeah. Bạn vẫn phải mất một mớ tiền. Và đều rất khó khăn mà có được cái album vô cùng. Rồi sau đó thì Yến lại phát hiện ra rằng là chỉ cần bạn nghỉ 3 tháng là bạn sẽ chết. Đây là cái đó. Sau khi Yến phát hành album vô cùng xong, Yến show trộn rất tốt. Nhưng mà khi Yến quyết định có ông xã và sinh em bé, thế thôi. Đấy là cái cột mốc thứ hai trong đời mình. Yến nghỉ hoàn toàn hát, vì là Yến cảm thấy áp lực. Cái đó là khoảng thời gian 2010, cuối năm 2010 trước khi chính thức nghỉ. Chính thức nghỉ cuối năm 2010.
hết tháng 12 là show diễn cuối cùng. Thì là tháng 12 đến diễn ở Đà Nẵng, đến còn nhớ nguyên si. Cuối cùng. Và đến khi mày đi hát lại là cũng là tháng 1 hay tháng 12 của năm 2012 và 2013 rồi. Đúng 3 năm sau mới hát lại, cũng lại chính tại Đà Nẵng luôn, cùng với các Trung Quân. Khoảng 3 năm đó thì một người vợ, một người mẹ như thế nào? Khi mày Yến sinh con xong, Yến lại quay lại với cân nặng 68 cân. Nhưng mà với một thân hình xồ xề, chảy xệ. Cái này thì các bà mẹ, các chị em sinh con chắc là hiểu cái tâm trạng và cái cảm xúc. Khi đấy còn trầm cảm, Yến đã từng chia sẻ rất nhiều với mọi người là Yến che tất cả những cái gương ở trong nhà, Yến có thể nhìn thấy chính gương mặt của cái cơ thể của mình. Con Yến rất ngoan, rất ngoan. Nhưng không hiểu lý do tại sao lúc đấy Yến cảm thấy bé nó như là một cái gì đó nó bất chợt quá. Yến đi. Yến vẫn luôn nói với mọi người là hãy chuẩn bị tâm lý sinh con, đừng để như Yến. Yến là nhỡ nhàng có bé, cái này nó thật, nhỡ nhàng. Nhưng mà cái điều đó cũng quan trọng. Sau này thì mới thấy rằng là ui, đấy là một món quà của thực tế, món quà của tình yêu, món quà của tình yêu, món quà của cái sự tạo hóa mang lại cho ấy. Chứ lúc đến chưa nghĩ được như thế, chưa nghĩ được. Trong những cái lúc mà trầm cảm stress, Yến đã từng, thế là mọi người tưởng tượng là mình nói là quăng thì không nói là quăng, nhưng mà Yến đã từng thả bé cho bé rơi tự do xuống dưới đệm. Thì khi con mình khóc òa lên mình mới biết, phát hiện ra ôi mình vừa làm cái gì, nó định thần nó trôi đi đâu mình không biết. Sợ hãi vô cùng. Lúc đó thì lúc đấy mình mới nghĩ rằng là khi người ta trầm cảm, người ta sẽ không nghĩ được những điều tích cực đâu em. Người ta chỉ nghĩ được điều tiêu cực thôi. Khi em nghĩ được điều tích cực thì em mới phát hiện ra rằng là thôi chết rồi. Cái thời gian qua mình bị nặng nề quá với việc mình phải quay lại sân khấu. Và bây giờ mình đang đi làm nhẽo mình con. Nặng nề chuyện này quá mà mình quên mất đi rằng là ai cũng cần phải có một cái quãng thời gian nào đó để dành cho một cái công việc nào đó cụ thể. Thế cái đời điểm đó mình phải dành cho con, tại sao mình không làm? Mà mình cứ đi di nghĩ những cái chuyện ý chi chắc. Thế khi em quay lại thì đến khoảng 7 tháng, 8 tháng, con được khoảng 8 tháng, Yến đi một cái event. Yến nói thật là rất 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 thân, Yến mới đi cái event đấy. Chị Yến biết là Yến xấu mà, Yến đâu dám đâu. Rất thân, Yến đến một cái event ngày sau. Thế chuyện gì xảy ra? Tôi chiếm spotlight ngay lập tức. Với một cái tựa đề Hải Yến Idol phát phì. Một cái câu đấy là mình cảm thấy thôi. Nói đau. Không phải là ngày xưa là mình đi từ con số 0, mà bây giờ nó là âm luôn. Âm chứ không phải là không. Ngày xưa dù sao con gái chưa có chồng chưa có con nó cũng khác. Bây giờ có chồng có con nó cũng khác. Gánh nặng nhiều thứ hơn. Thân hình thì xồ xề hơn. Béo thì vẫn như thế, tuổi tác thì già đi. Và người ta nói khi chúng ta ở trên đỉnh cao có được một cái vị trí nào đó, rồi chúng ta mất đi thì đấy nó mới là kinh khủng. Thì cái tâm lý của mình lúc đấy nó cũng rơi xuống đây này. Mình bắt đầu đi hát lại là năm 2013 với MV Đừng Những Ngày Yêu Như Mơ. Yến may mắn bởi vì đấy là một bài hát hay. Rồi những chương trình thời điểm đó như là bài hát Việt, bài hát yêu thích đều có tên cái ca khúc đó của Yến. Một sáng tác của Tăng Nghiệp Tuệ. Yến và Tuệ là hai cái người bạn ở cùng với nhau. Sau này mặc dù có xích mích hiểu lầm nhau. Với Hải Yến đến giờ phút này, Tuệ vẫn là một cái người mang lại cho Yến rất nhiều góc khoai. Trong đó có Những Ngày Yêu Như Mơ và Đã Hơn Một Lần. Nó mang lại cho Yến một cái vị trí khác. Dù cậu có phủ nhận hay như nào đi chăng nữa thì tôi vẫn thừa nhận những cái gì cậu đã giúp đỡ tôi. Đấy là cái điều đến giờ phút này Yến vẫn muốn nói. Nếu mà Tuệ có xem cái video clip này thì Yến vẫn muốn nói với Tuệ là tôi không phủ nhận đi tất cả những cái gì mà cái duyên mang lại cho hai đứa. Đấy chính là Những Ngày Yêu Như Mơ và Đã Hơn Một Lần. Nó thực sự là một trong những cái bài hát mà để mọi người nhớ đến Hải Yến, để mọi người biết đến Hải Yến. Đấy là cột mốc thứ ba của Hải Yến, là sau khi Tuyệt Đỉnh Trên Tay kết thúc thì Đã Hơn Một Lần đã mang lại cho Yến một cái sự bắt đầu lại hoàn toàn mới. Yến như là một cái mầm cây được tưới nước đầy đủ, vươn lên mạnh mẽ đầy sức sống đến bây giờ. Và đến khi Yến đã quyết tâm quay trở lại, nói rằng tôi sẽ không bao giờ nghỉ hát nữa, không bao giờ. Bởi vì nó là cái chân lý sống của Yến. Yến có thể hát ít hoặc hát nhiều, nhưng Yến sẽ không nghỉ như ngày xưa nữa. Sẽ được biểu diễn, được hát. Thế chỉ đơn giản là thích, là đam mê. Nhưng mà chị nghĩ đây là một cái thành quả được. Là cuối năm 2014 đến đầu 2015 đến nay, thì chị xác định được rằng là chị là một người nghệ sĩ thực thụ. Và cái âm nhạc nó phải gắn liền với cuộc đời chị, thì chị mới có hạnh phúc.
cái gì trải rất nhiều khó khăn, thì chị có thể nói một ngắn gọn về thanh xuân của Hải Yến là như thế nào? Thanh xuân của Hải Yến là một cô gái sau những lần vấp ngã không bao giờ dừng việc đứng lên. Sau rất nhiều những cái dông bão, sau rất nhiều những điều tưởng chứng như là tôi chưa bao giờ có trong cuộc đời, thì Yến luôn biết cách giải quyết nó một cách nhẹ nhàng. Vậy thì sau 10 năm đi hát thì Hải Yến thấy mình đã làm được những gì? Và có thể tiếc có tiếc nuối và điều gì nào? Yến chẳng tiếc nuối điều gì, bởi vì thật ra trong suốt nhiều năm đấy thì Yến đều luôn cố gắng rồi. Tất cả những cái gì mà mình chưa làm được thì đều do là mình chưa có kinh nghiệm. Thì mỗi một lần lớn là một bài học khác nhau thôi, không tiếc nuối gì cả. Có nhiều người nói chú ơi sao đang thời điểm nổi tiếng thế lại đi lấy chồng, có thấy tiếc không em? Lúc đầu thì có hơi tiếc tiếc, nhưng mà dễ nghĩ rằng ôi trời, bây giờ Yến còn trẻ như này mà đã là mẹ của một cậu con trai 7 tuổi. Nhưng mà cứ đi tìm cơ hội, kinh nghiệm hoài vậy thì mình sẽ bị lỡ mất thời gian và lỡ mất cơ hội. Nếu như mình biết trước đúng không, thì mình sẽ đỡ rất là nhiều cái chặng đường đúng không? Yến chỉ cảm thấy tiếc rằng là tại sao khi đó không có nhiều người nghệ sĩ chia sẻ giống như Yến đang chia sẻ với cả các bạn. Đặc biệt là các bạn trẻ bây giờ đang bắt đầu tìm kiếm cho mình những cái cơ hội từ các chương trình truyền hình thực tế. Thì hãy lắng nghe những chia sẻ của Yến bây giờ để các bạn chuẩn bị cho các bạn được một con đường, để không phải giống như Yến ngày xưa đó hơi bị loay hoay và mất nhiều thời gian như thế. Thì Yến thấy tiếc rằng là tại sao lúc đó không có một ai như thế để mình có thể lắng nghe những cái chia sẻ một cách chân thành như thế này. Nói chung cùng thì cái tích đó nó không phải đến từ bản thân mình, mà chỉ là những cái tác động xung quanh bên ngoài. Nên đâm ra là cuộc đời Hải Yến chưa dành để tiếp nối được gì, nó thật. Một Hải Yến trên sân khấu và một bài Hải Yến rồi đời, về mẹ thì khác nhau như thế nào? Yến là cái người chăm chỉ cả ở sân khấu, cả ở cuộc sống hàng ngày. Ngày thường thì Yến nhẹ nhàng, trông thì rất là đàn ông, bên ngoài rất là đàn ông, ăn mặc rất đơn giản, khỏe khoắn. Nhưng mà Yến nhẹ nhàng ở đây gì là cái nhìn trong cuộc sống Yến rất nhẹ nhàng. Cái mong muốn của Hải Yến chỉ sáng làm ly cà phê với bạn bè hoặc một mình, về nhà dọn dẹp nhà cửa, đọc một cuốn sách, buổi trưa thích xem một bộ phim, chiều đi tập, tối đi diễn. Còn đứng trên sân khấu ấy thì Yến là người rất là cầu toàn, nên đâm ra là những cái bạn làm việc chung với Yến ấy cũng có những cái chịu cái áp lực riêng. Nhưng bởi vì Yến nghĩ là một cái người nghệ sĩ đã là chuyên nghiệp, các bạn cầm được cái đồng lương của khán giả, cầm được cái phần thưởng, phần quà của khán giả mang lại cho mình, cái trách nhiệm, phần công việc của mình nó có phải thư như vậy. Đó, thì để trên sân khấu thì Yến phát huy cái nội lực của mình khoảng 200%. Thấy chị đi diễn nhiều thì con đúng của vậy. Chị như thế nào? Yến chăm lắm, Yến chăm nhiều, chăm cực kỳ, nên đâm ra là mọi người nói là tại sao chị đi diễn suốt như vậy, yeah. Rồi bé ở nhà thì sao? Nhưng mà Yến nói thật, bé ở nhà chỉ theo Yến thôi, bởi vì Yến dành thời gian nhiều cho nó. Mọi người đã rất hỏi là chỗ bận như thế tại sao có nhiều thời gian cho con. Xin thưa với mọi người là Yến dậy từ lúc 6 giờ 15 sáng mỗi ngày. Đây là một cái quỹ giờ mà ít khi có nghệ sĩ nào như vậy. Kể cả đêm 2 giờ Yến về, 12 giờ Yến về thì 6 giờ Yến vẫn dậy để nói chuyện với con. 15-20 phút có thể nấu gì cho con ăn nếu con muốn ở nhà ăn sáng. Có thể đưa con ra ngoài ăn sáng rồi đưa cậu đi học, nói chuyện. Đến chiều thì buổi sáng ấy, Yến dành thời gian cho bản thân mình. Yến yêu mấy bản thân mình lắm. Thì nói thật, Yến rất thích uống cà phê, thích đọc một vài cuốn sách, thích xem một vài những bộ phim mà mình thích, nghe nhạc. Và buổi sáng từ khoảng 7 giờ đến 9 giờ là thời gian của Yến. Bắt đầu từ 9 giờ Yến check mail, Yến làm việc, hẹn lịch. Tại sao mọi người hỏi phỏng vấn giờ nào Yến luôn luôn thích làm vào buổi sáng? Cái giờ mà không một nghệ sĩ nào mà người ta thích ấy, thì tôi là rất thích làm việc vào thời điểm đấy. Nên là Yến rất đắt show. Tại sao tất cả những chương trình cần quay vào buổi sáng thì không ai nhận? Yến làm hết. Yến rất thất show, Yến nói thật. Rồi sau đó là những chương trình truyền hình, Yến không có kén show. Trời ban cho Yến một cái giọng hát, có thể hát được rất nhiều thể loại và xuất hiện được rất là nhiều chương trình. Thì cái đấy Yến cũng gọi là lại tổ, lại trời đã phan ban cho mình một cái Yến cảm thấy như một cái hồng ân trong cuộc đời mình. Khi nhận show thì chị sẽ dựa vào tiêu chí gì để nhận, kiểu như về cách xe hay là tính cách của show hay là cái tiêu chí nào mà chị sẽ đưa lên đầu tiên? Cái tiêu chí Yến đặt lên trên đầu tiên đó chính là cái công việc đấy như thế nào. Mọi người chỉ nói đơn thuần là hát, đúng không ạ? Hát thôi mà, việc gì phải như này kia không. Nếu như cho tôi hát là một cái chương trình truyền hình trực tiếp, Yến sẽ không bao giờ nói cắt xe. Bởi vì bạn có nói thì đài cũng chỉ trả bạn có đến như vậy thôi, tôi chẳng có hơn. Còn nếu như một cái chương trình sự kiện khách hàng thì sẽ dựa vào khách hàng, họ là một khách hàng tiềm năng lớn hay nhỏ, có cái quy mô tổ chức của họ ra sao. Khán giả muốn biết là cái hình ảnh mà chị hướng đến là một nghệ sĩ như thế nào?
ca sĩ như thế? Hiện tại bây giờ nói rồi, cái mảnh đất âm nhạc của chúng ta rất màu mỡ với nhiều thể loại âm nhạc khác nhau. Nhưng ở trong vòng từ giờ đến khoảng 5 năm tới, Yến sẽ là nghệ sĩ hát nhạc nhẹ, nhạc trẻ. Chưa, Yến chưa chuyển qua trữ tình, cũng chưa hát bolero. Nhiều người nói trời ơi, cả thế giới đã đi hát bolero kìa, em kiếm tiền nhiều lắm. Và không ai hát như hát nhé. Em cứ khai thác của mình cái mảng trữ tình là dòng xanh đấy. Em chắc em phải làm được khoảng vài năm nữa cái này. Em thấy hay quá. Bao nhiêu bài hay dương trái á? Vậy là sẽ có thêm một em vi top hit nữa. Top hit nữa. Em luôn top hit. Nó sẽ là một cái chuỗi series. Bắt đầu tính từ album Vol 3. Sáng nay chị có thể chia sẻ thêm về những dự án sắp tới của mình. Trong khoảng cuối tháng 9 đến tháng 10 thì em sẽ cho ra mắt album Vol 4 với tựa đề Top Hit tiếp, nhưng sẽ là một cái top hit hoàn toàn khác so với album Vol 3. Và em nghĩ rằng mọi người sẽ cảm thấy thú vị. Thú vị. Và trên hết thì những ai đã yêu mến Hải Yến thì chắc chắn sẽ yêu mến cái album này. Chắc 10 năm đi hát thì cũng có số lượng khán giả phải hâm mộ riêng của mình. Thì sẵn đây thì có thể cho em những lời chị muốn nói chị với khán giả của mình. Nhân đây thì Hải Yến muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả quý vị khán giả đã yêu mến Hải Yến trong suốt 10 năm qua. Luôn luôn đợi chờ Hải Yến, bởi vì Yến đã có những lúc nghỉ mà quý vị vẫn dành tình cảm cho Hải Yến như thế. Yến cảm thấy rất là chân quý, rất là chân quý. Và như Yến chia sẻ là những lời sẽ không bao giờ ngừng lại cái công việc ca hát của mình đâu. Nên là mọi người vẫn hãy luôn ủng hộ và theo dõi Hải Yến nhé. Một lần nữa Hải Yến xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã lắng nghe chia sẻ của Hải Yến. Xin chào và hẹn gặp lại.